Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân. Tập 28. Chương 271, màu quần xịp. Lúc này Lâm Phong mới phản ứng lại, hướng tầm mắt về phía người đang nói chuyện. Thời gian trôi qua, ngoại hình của đa số mọi người đều sẽ phát sinh biến đổi, nhưng Lâm Phong chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, lập tức nhận ra người vừa lên tiếng là ai. Ngày xưa tên này ngồi bàn phía sau Lâm Phong, tên thân mật là Mã Tử, tên thật là Mã Hưng Vinh. Gia đình Mã Hưng Vinh cũng được coi là khá giả, nói chính xác hơn thì có thể coi là người có quan hệ trong huyện. Không biết tới những thành phố lớn khác thì sinh sống như thế nào, nhưng ít nhất vẫn là tiểu bá vương tại nơi này. Cũng chính bởi vì lý do này mà năm đó, sau khi tốt nghiệp trung học xong, Mã Hưng Vinh chọn ở lại quê nhà. Sau khi hoàn thành mấy năm đại học trực tiếp về quê phát triển, hoàn toàn không có một chút lưu luyến gì với thế giới phồn hoa bên ngoài. Nói tóm lại đây là một tiểu bá vương được sinh ra ở vạch đích. Khi còn đi học trung học, hắn dùng hết khả năng của bản thân bắt nạt Lâm Phong và Trần Phát để thể hiện khiếu hài hước, thu hút sự ngưỡng mộ của những nữ sinh và sự sùng bái của đám người gọi là anh em của hắn. Vào thời điểm đó, cách làm này không phải là điều vô ích. Vì vậy, 20 năm sau, tại cuộc họp lớp này, Mã Hưng Vinh lại ngựa quen đường cũ, móc mỉa chế giễu Lâm Phong và Trần Phát để bản thân có thể trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Hai người các cậu cũng thật là, một người xách LV giả, mặc Hermes nhái, một người thì đeo Rolex rởm, chậc chậc. Quả nhiên danh xưng tình so kim kiên, nghĩa bạc vân thiên, cá mè một lứa của hai cậu năm xưa rất là chuẩn. Mã Hưng Vinh vừa thốt ra lời này xong, hơn 20 người trong bữa tiệc đều bật cười. Việc thể hiện khiếu hài hước của mình bằng cách đưa ra những lời nhận xét, châm biếm là một chuyện rất thô thiển, ghê tởm, thế nhưng một chiêu này vẫn rất có hiệu quả. Không bao lâu sau, những người bạn học ban đầu cảm thấy buồn tẻ và xa lạ cũng lộ ra vui vẻ và sôi nổi nhờ câu nói này của Mã Hưng Vinh. Từng người một dường như cuối cùng cũng tìm được chủ đề để có thể cùng nhau tham gia, lập tức thuận theo lời của Mã Hưng Vinh tiếp lời. Đúng vậy, chị dâu tôi từng cho tôi một cái túi LV, tôi hiểu về nhãn hàng này lắm. Tuyệt đối không phải loại kiểu dáng trên tay của Lâm Phong kia, vừa lâu, vừa thấp kém, nhìn cái biết ngay là đồ giả. Lâm Phong thậm chí còn không nhận ra đồng học nữ vừa đưa ra lời thề son sắt này. Chậc chậc, nghe nói chiếc đồng hồ Rolex Submariner này không ít tiền đâu, một người không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ như đầu to làm sao có thể dựa vào chính mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây tuyệt đối là hàng giả, tôi nghe nói, trên app Pinduoduo, Rolex Submariner này chỉ cần mười mấy đồng là có thể mua được. Một đồng học nam nhìn menu, không thèm ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Ngay sau đó lại là top 5 top 3 các bạn học mở miệng cười nhạo Lâm Phong và Trần Phát. Bầu không khí của buổi họp lớp bắt đầu trở nên sôi động, náo nhiệt lạ thường. Lâm Phong và Trần Phát rót cho bản thân mỗi người một cốc nước nóng, ngồi trong góc lặng lẽ nở nụ cười nhìn đám bạn học không nói một lời. Thành thật mà nói, hành động của bọn họ thế này tất cả đều là do vật đổi sao rời. Năm xưa bọn họ nhất định sẽ vì lời nói của những người này mà tức giận, thậm chí cãi vã. Nhưng hiện tại, khi đã đứng ở trên một đẳng cấp khác, quay đầu nhìn lại khuôn mặt và lời nói của những người này, cuối cùng cũng chỉ cảm thấy buồn cười và buồn cười mà thôi. Thế là cảnh tượng trở nên kỳ lạ. Chỉ nghe thấy 20 người còn lại dốc hết sức lực đi chế giễu Lâm Phong và Trần Phát. Còn người ở trong trung tâm câu chuyện, Lâm Phong và Trần Phát chỉ ngồi trên ghế, một tay gác lên trên bàn, tay kia cầm cốc nước sôi, từ từ uống. Cả hai mỉm cười không nói lời nào, như thể lời nói của những người này không hề liên quan gì đến mình hết. Trôi qua hơn 10 phút, Mã Hưng Vinh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Mẹ nó chứ, bản thân hao tổn biết bao tâm sức mới có thể khơi ra được một chủ đề hay như vậy, tất cả mọi người đều đang diễn vở kịch này với hai tên này cơ mà. Chẳng nhẽ hai tên này câm điếc rồi sao, ngay đến một câu cũng không phản bác lại. Dựa theo tính khí nóng nảy của Lâm Phong và đầu to năm xưa, chắc chắn sẽ sừng cổ lên rồi. Hơn 20 năm trôi qua, chẳng lẽ hai tên này đã biến thành hèn nhát rồi sao? Đủ loại nghi hoặc xuất hiện trong đầu Mã Hưng Vinh, Mã Hưng Vinh nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Phát và Lâm Phong. Nhưng sau khi thấy được vẻ mặt như đang trêu tức của hai người họ, sắc mặt Mã Hưng Vinh tức khắc trở nên khó coi. Tôi thấy Lâm Phong cậu và Trần Phát có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ. Mã Hưng Vinh âm thầm nhổ nước bọt, không vui nhìn chằm chằm Lâm Phong và Trần Phát.
Trần Hoa vẫn luôn quan sát vẻ mặt đám bạn học và bầu không khí của bữa tiệc. Dù sao hắn cũng là lớp trưởng, năm đó phía trên vì đối phó với giáo viên, phía dưới vì muốn tổ chức buổi họp lớp cho mọi người, là một mình hắn thu xếp. Lúc này, chỉ cần thông qua mấy lời nói qua lại này, hắn đã đoán ra được chiều gió chính của cuộc họp lớp này. Tất cả đều là đến để chào phúng, chế nhạo Lâm Phong và Trần Phát. Mặc dù hắn không hứng thú với loại hoạt động này, nhưng giờ phút này cũng phải chạy theo trào lưu, nếu không chẳng phải sẽ trở thành đối tượng bị bài trừ ra bên ngoài sao. Điều quan trọng nhất là hiện tại hắn cũng đang ở trong huyện thành nhỏ này, là một công chức bình thường kiếm miếng cơm ăn. Bối cảnh gia đình Mã Hưng Vinh lại tương đối phức tạp, một số cấp trên của hắn còn là bạn cũ của gia đình Mã Hưng Vinh, bàn tay rất dài, cũng có chút thế lực. Nói cách khác, Mã Hưng Vinh có thể quyết định sinh tử của hắn chỉ bằng một lời nói. Nói tóm lại, bất kể có nói gì cũng phải đứng về phía Mã Hưng Vinh, có thể khiến hắn nhớ đến ân huệ này của mình, không còn gì tốt bằng. Trần Hoa tức khắc nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Phong và Trần Phát, nói, đầu to, Lâm Phong à, hai người các cậu đã đến đây rồi thì cũng đừng làm mọi người mất hứng thế chứ, bạn học nói chuyện với các cậu, ít nhiều gì cũng phải đáp lại một lời chứ. Nói xong câu này, mọi người đều đồng loạt chuyển sự chú ý sang Lâm Phong và Trần Phát, nhao nhao bày tỏ đồng ý. Đúng vậy, hai người các cậu đến tận lúc này vẫn chưa nói một câu, chẳng lẽ là xem thường bọn tôi tới thế sao? Đều là đồng học với nhau, chỉ là mấy lời bông đùa, hai người các cậu sẽ không thật sự tức giận đó chứ? Ôi ôi, tất cả đều đã là người trưởng thành rồi, lòng dạ phải khoáng đạt ra, cả đám người đều thuận nước đẩy thuyền theo. Người khác không để ý, nhưng Lâm Phong lại chú ý tới sắc mặt lúc này đã bắt đầu lạnh xuống của Trần Phát, trên khóe miệng mang theo tia trêu tức cực kỳ nhạt. Được, chỉ là nói đùa thôi phải không? Tôi không dành loại chuyện này. Thế này đi, mọi người chơi chung với tôi một trò, thế nào? Trần Phát cười nói từng chữ một. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mọi người, trong lúc nhất thời tất cả đều kinh ngạc phát hiện trên vai mình như bị phủ một tầng tuyết dày, vừa lạnh vừa nặng. Đây là đầu to đã từng bị bắt nạt sao? Loáng thoáng cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Chơi trò gì? Lớp trưởng Trần Hoa cứng rắn ngẩng đầu lên hỏi. Trong các cậu, ai có thể nói cho tôi biết quần xịp của Mã Hưng Vinh là màu gì, tôi sẽ tặng chiếc Rolex Submariner trên tay cho người đó, các cậu thấy thế nào? Trần Phát cười nói, nếu không phải lúc này hắn đang tháo đồng hồ ra, ai cũng sẽ cho rằng là hắn đang nói đùa. Chẳng lẽ hắn nghiêm túc? Chương 272, có bản lĩnh thì gọi người tới đây. Toàn bộ những người có mặt tại đây đều mê mang không hiểu mô tê gì, trước mắt đến cùng là tình huống gì đây? Cái gì gọi là, chỉ cần có người nào nói cho Trần Phát biết quần xịp của Mã Hưng Vinh là màu gì, lập tức tặng đồng hồ trên tay cho người đó. Bầu không khí trong bữa tiệc đột nhiên trở nên xấu hổ, cả đám người nghệt mặt ra nhìn Trần Phát, không biết đến tột cùng là hắn muốn làm cái trò gì. Thế nào, trò này khó chơi thế cơ à? Sao bảo tất cả chỉ là bông đùa trêu chọc mà thôi? Đồng hồ này là tôi nhờ người xách tay từ nước ngoài về đó. 123.800 tệ, ai nói trước sẽ là của người đó, lời này tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Trần Phát híp mắt cười nói. Đa phần những người có mặt ở đây đều làm việc và sinh sống tại huyện thành nhỏ này, ít nhiều cũng biết về quan hệ của gia đình Mã Hưng Vinh mạnh đến mức độ nào. Nghe thấy lời này của Trần Phát, tất cả mọi người có mặt ở đây đều lựa chọn phương án im lặng. Mã Hưng Vinh cũng nhíu mày, lửa giận dồn lên lồng ngực, chuẩn bị bùng nổ. Trần Phát, đến cùng là cậu muốn gì? Chú ý lời nói của mình đi, trò đùa này không vui đâu. Mã Hưng Vinh vồ, cùng xấu hổ. Mặt mũi và uy nghiêm của bản thân bị khiêu khích. Phải biết, lúc trước hắn là tiểu bá vương trong lớp, còn thường xuyên giễu cợt Trần Phát và Lâm Phong, cả hai đều giận mà không dám nói gì. Chưa kể đến hoàn cảnh điều kiện khốn khó của gia đình Trần Phát. Nhưng tại lần gặp lại sau bao năm này, Mã Hưng Vinh không thể ngờ được rằng Trần Phát lại dám ở trước mặt nhiều người phản bác hắn, lấy hắn ra làm trò đùa như thế. Thật đúng là không biết sống chết. Tốt hơn hết là cậu nên ngẫm kỹ lại coi xem bản thân đang làm gì, đừng để đến khi xảy ra chuyện gì chính cậu cũng không biết được. Mã Hưng Vinh gằn giọng uy hiếp. Tất cả những người có mặt trong phòng lập tức rùng mình, nhanh chóng biến thành rùa đen rút đầu, không còn có ý đùa giỡn nữa. Chỉ có hai người Trần Phát và Lâm Phong híp mắt mỉm cười nhìn Mã Hưng Vinh. Đương nhiên là tôi biết mình đang làm cái gì rồi. Trần Phát cười nói,
Đáng tiếc ghê, 13 vạn tệ bày ra trước mặt mà không có lấy một người có ý định nhận lấy. Xem ra tiền bạc trong mắt mọi người ở đây quả nhiên không quan trọng tới như vậy, thật sự khiến tôi nể phục. Trần Phát tiếp tục cười nói, nhìn dáng vẻ âm dương quái khí này của Trần Phát, Mã Hưng Vinh triệt để tức giận. Còn thật sự cho rằng Rolex kia của mày là thật à? Cái thứ hàng giả này cũng không biết mua từ chỗ nào, cũng dám mang ra tham gia náo nhiệt. Đừng nói là 13 vạn, có khi chỉ cần 130 tệ là dư sức mua được rồi. Mã Hưng Vinh châm chọc khiêu khích nói, đồng học ở đây có ai mà không biết hoàn cảnh gia đình Trần Phát đâu. Không cha, không mẹ, không có người thương xót, không có người yêu thương, lấy đâu ra 13 vạn để mua đồng hồ đeo tay chứ? Chắc chắn là giả. Đúng vậy, trò đùa này của cậu không được hay đâu, quá mức rồi đó, coi như là lời Trần Phát cậu nói là thật, tốt xấu gì cũng phải lấy ra một cái đồng hồ thật chứ. Rốt cuộc, cũng có một người mở miệng hát đệm, vừa dứt lời mọi người đồng loạt cười ồ lên, khiến không khí dường như trở nên sôi nổi trở lại. Ha ha, giờ người đeo đồng hồ giả cũng dám phách lối thế này sao? May mà huyện thành của chúng ta nhỏ. Không có bao nhiêu người có thể phân biệt được Rolex này là giả, thật thật giả giả lẫn lộn, có đeo lên cũng không ai để ý. Nhưng nếu là ở trong thành phố lớn, vậy thì đầu to à, tôi khuyên cậu một câu, không thể làm vậy được đâu, nếu cậu cứ cố chấp mà làm như vậy, thực sự sẽ thành trò cười cho bọn họ đấy. Một nữ đồng học ngồi bên cạnh đầu to, nghịch hoa cười duyên nói, lập tức dẫn tới cười vang. Đám người xung quanh cùng nhau phụ họa, cảnh tượng một lần nữa lại bị đẩy lên cao trào. Mọi người cười cười nói, xem ra rất vui vẻ. Lúc này, Mã Hưng Vinh rất thoải mái sung sướng. Dù sao hành động của những bạn học này đã cho thấy cán cân của bọn họ là đang lệch về hướng của hắn. Điều này đối người ái mộ Hư Vinh như Mã Hưng Vinh đã đủ. Trần Phát vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không nói câu gì, ngược lại là Lâm Phong ở bên cạnh, thấy dáng vẻ không tranh không đoạt này của đầu to, hơi bất ngờ. Chàng trai này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh có thể hiểu được ý định của hắn. Đến họp lớp không phải là để kiếm chỗ đứng cho bản thân sao. Nhưng hôm nay nhiều người lại hoài nghi hắn dùng hàng giả như vậy cũng không đứng ra giải thích lấy một lời. Khụ khụ. Ngay khi tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Rolex trên tay Trần Phát là hàng giả, Lâm Phong mới mở miệng khẽ ho khan hai tiếng. Ai bảo với các cậu là Rolex trên tay đầu to là hàng giả? Lâm Phong khẽ nói. Thanh âm của Lâm Phong rất nhẹ, nhưng khi cất lên trong buổi tiệc này lại không khác gì quả bom nặng ký, khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Lâm Phong hắn, nói cái gì vậy? Hơn 20 cặp mắt đồng loạt hướng về phía Lâm Phong và đầu to, trong ánh mắt mang theo vô số kinh ngạc khó tin. Trần Phát chỉ cười mà không lên tiếng nói chuyện, Lâm Phong nhấp một ngụm nước cho nhuận giọng, lúc này mới tiếp tục nói. Các cậu nói như vậy chắc là do chưa nhìn thấy Rolex thật, là thật hay là giả? Chỉ cần tìm người tới giám định chẳng phải là sẽ biết được hay sao? Lâm Phong mỉm cười, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhà hàng, ra hiệu một phen. Nếu như tôi nhớ không lầm, sát vách nhà hàng này có một hiệu đồng hồ, nghe nói ông chủ là từ thành phố lớn trở về mở tiệm. Người bôn ba trên thành phố nhiều năm như vậy khẳng định là rất có kinh nghiệm đi. Cửa hiệu đồng hồ bên cạnh nhà hàng bọn họ đang mở tiệc mà Lâm Phong đang nhắc đến là một cửa hiệu đồng hồ có danh tiếng lâu năm. Nghe nói chủ tiệm đồng hồ ấy lúc còn trẻ cũng từng xông xáo ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Trước đó, cũng đã mở một cửa tiệm đồng hồ rồi, nhưng không thu được lợi nhuận lớn, chủ yếu là để nghiên cứu tìm tòi mà thôi, cộng thêm với việc không thể chơi lại những thương nhân khôn khéo tại đó. Bởi vậy sau khi sống trong thành phố lớn mười mấy năm, thực tế là không chịu được nữa, mới trở về huyện thành mở một tiệm đồng hồ nhỏ. Cũng coi như là người đã thấy qua được thế giới rộng lớn, mở mang được tầm mắt. Khi xưa, có một hôm ông lão uống say đứng trước mặt đám học sinh thổi phồng lên, ý tứ đại khái là bản thân đã sống hơn nửa đời người, đã gặp qua đủ loại nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng. Năm đó, Lâm Phong ở trong đám học sinh kia, bởi vậy cũng nghe thấy được lời này. Trong tâm trí của tất cả những người có mặt tại đây, loáng thoáng xuất hiện suy nghĩ gì đó. Chỉ là chấp niệm bên trong bọn họ vẫn cố chấp nói với bản thân rằng, làm sao có thể. Năm đó, gia cảnh của đầu to thuộc tầng lớp dưới cùng, hiện tại lại có thể lên như diều gặp gió, trên cổ tay đeo đồng hồ hàng hiệu có giá mười mấy vạn. Mà vừa rồi, hắn nói cho là sẽ cho thật sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là cái bẫy mà hai người này liên hợp thiết kế để giữ lấy thể diện cho nhau. Mà thôi, đúng, nhất định là như vậy.
Tất cả quay ra quan sát biểu cảm của nhau, động viên cổ vũ đối phương. Mã Hưng Vinh vẫn không tin như cũ. Lúc đi học, hai tên này thường xuyên hát đôi, hiện tại không biết chừng cả hai lại hợp tác lên kế hoạch với nhau để đánh lừa mọi người. Không cần phải nói nhiều, có bản lĩnh thì gọi người tới đây. Mã Hưng Vinh nghiến răng nghiến lợi phun ra câu nói đó. Các bạn đang nghe chuyện Nông Dân Làm Giàu Gà Trống Nuôi Con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 273, giống y như Rolex Submariner. Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy vươn tay, vỗ vỗ bả vai Trần Phát, cúi người nói, tôi đi tìm ông chủ, cậu ở lại mà có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nói xong cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thấy Lâm Phong kiên định đi ra ngoài như vậy, trong lúc nhất thời có cảm giác âm u không thể diễn tả. Không thể nào, sẽ không phải là thật đâu. Chẳng lẽ là Rolex thật sao? Lúc này, tầm mắt của mọi người như có như không đều đổ dồn về phía đồng hồ màu xanh nước biếc trên tay Trần Phát. Không nhìn còn tốt, càng nhìn càng cảm thấy bồn chồn loạn nhịp, quá tinh xảo, quá lấp lánh. Nói chung, sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả là rất lớn. Nói thẳng ra, nếu có thể bắt chước được đến độ này rồi thì giá thành chắc chắn sẽ không thấp hơn 4 chữ số. Trần Phát vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng trên môi, càng lúc càng khó dò. Không lâu sau, Lâm Phong dẫn theo một ông lão tóc hoa râm đi vào trong căn phòng. Người này đeo một cặp kính gọng vàng, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ. Trên người mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, chân đi đôi giày vải sạch sẽ đã nhạt màu vì giặt nhiều. Tinh thần phấn chấn. Điều bắt mắt nhất đó là trên cổ tay đeo một cái đồng hồ. Nhìn kỹ. Quan sát kỹ đồng hồ trên tay ông ta lập tức khiến cho tất cả mọi người phải trừng lớn mắt. Hay lắm, đồng hồ mà ông lão này đeo không phải là cùng chung nhãn hiệu với chiếc Rolex mà Trần Phát đang đeo sao. Mặt đồng hồ màu xanh lục, dây đồng hồ chế tác tinh xảo. Ngay cả dưới ánh sáng tự nhiên cũng phát ra vẻ vàng óng và tinh tế, không phải là Rolex Submariner thì còn là cái gì? Đúng là một sự trùng hợp. Không chỉ vậy, cả hai chiếc đồng hồ bọn họ đeo nhìn qua giống nhau y như đúc, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy giữa hai chiếc đồng hồ này vẫn có những điểm khác biệt. Điều này đồng nghĩa với việc một trong hai chiếc đồng hồ này là giả, hoặc cả hai đều đeo đồ giả. Ý nghĩ này khiến cho trái tim vốn bị treo lơ lửng của mọi người lập tức được buông xuống. Nếu trong hai chiếc này có một chiếc là giả, vậy thì chắc chắn là chiếc của Trần Phát rồi. Dù sao người ta thế nào cũng là ông chủ của tiệm đồng hồ, hiểu rõ về đồng hồ hơn bất kỳ người nào khác. Làm sao có thể đeo đồ giả được? Nghĩ vậy xong, ai nấy cũng khẽ cao hứng trở lại, khóe miệng không kiểm, soát được mà nhếch lên, trên mặt càng là biểu cảm tùy thời tùy chỗ sẽ chế giễu Trần Phát. Hừ, làm ầm mọi chuyện lên như thế này, làm bọn họ đều muốn coi xem hai người này đến cùng định kết thúc như thế nào. Tìm tôi tới đây là để làm gì? Ông lão đẩy gọng kính, quét mắt nhìn thoáng qua hơn 20 người có mặt ở trong phòng này, bất đắc dĩ nói. Chàng trai à, cậu gọi tôi tới đây mà chẳng nói rõ mục đích gì, chẳng lẽ là để cho tôi tới đây ăn trực sao? Lâm Phong mỉm cười, đáp, nghe nói ngài Diệp thích nhất là giám định đồng hồ. Những năm gần đây vô số đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng đã qua tay ngài. Hôm nay mời ngài tới là muốn nhờ ngài kiểm tra xem chiếc đồng hồ này là thật hay là giả. Lâm Phong vừa dứt lời, lập tức lấy hai tờ tiền in hình Mao ra ra trong ví đưa cho ông lão. Đây là phí giám định, xin ngài hãy giữ lấy. Diệp lão đầu nhìn hai tờ tiền này âm thầm cảm khái, người trẻ tuổi bây giờ thật hào phóng. Được, mau lấy đồng hồ ra đây, lát nữa tôi còn phải đi xem kinh kịch. Diệp lão đầu chỉ lấy một trong hai tờ tiền Mao ra ra rồi nhét vào trong ví, tiếp tục nói, 200 tệ là quá nhiều, phí giám định không đắt tới vậy đâu, chỉ cần 100 tệ là đủ. Lâm Phong cũng không cãi lại, chiều theo ý Diệp lão đầu. Đầu to, đưa đồng hồ đây. Lâm Phong mỉm cười, đi tới chỗ Trần Phát. Mã Hưng Vinh nhận ra Diệp lão đầu. Nghe nói tính tình ông lão này cổ quái, chỉ nhận đồng hồ không nhận người, làm việc cũng tùy tâm sở dục, hoàn toàn không theo phép tắc gì. Hắn chỉ có thể kiên trì chào hỏi. Ông chủ Diệp, nghe ba tôi nói gần đây công việc kinh doanh của tiệm đồng hồ rất khá khẩm, không biết chiếc đồng hồ mà ba tôi ủy thác cho ông đã sửa xong chưa? Mã Hưng Vinh tìm chủ đề bắt chuyện. Ba của hắn ủy thác cho Diệp lão đầu sửa một chiếc đồng hồ Longines kiểu cũ.
giá cả cũng chỉ có hơn 1 vạn, không phải là nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng gì. Nhưng ở trong huyện thành nhỏ này, đồng hồ có giá 1 vạn trở lên đã được coi như là đồng hồ có tên tuổi. Đồng hồ của ông Mã à? Nhìn khuôn mặt của người trước mặt này giống với người trung niên đã ủy thác mình sửa đồng hồ hôm qua mấy phần, Diệp lão đầu mơ hồ nhớ ra. Mã Hưng Vinh thấy Diệp lão đầu thế mà còn nhớ tới ba của mình, không khỏi cảm thấy vui mừng. Đúng, đúng, không sai, là ba tôi đó. Mã Hưng Vinh vội vàng nói. Hôm qua vừa đưa tới, hôm nay đã hỏi rồi. Các người thật sự cho rằng sửa một cái đồng hồ là chuyện dễ dàng sao? Tất cả đều do chính tay tôi tự sửa chữa lấy, nếu như không đợi được thì cậu tới tìm nhà khác mà sửa. Diệp lão đầu bực bội đáp. Mã Hưng Vinh không ngờ rằng bản thân suy nghĩ trăm phương ngàn kế để khiến Diệp lão đầu nhớ ra ba của hắn là ai, thế mà phải nhận lại thái độ như vậy. Quả thực không nể mặt hắn chút. Mọi người ở đây thấy Mã Hưng Vinh cả mặt hào hứng đi qua chào hỏi, kết quả lại bị xua đuổi trở về. Trong lúc nhất thời, tất cả đều muốn phá lên cười, nhưng bởi vì bối cảnh gia đình và thủ đoạn của Mã Hưng Vinh, cả đám đành đau khổ nhịn cười cũng không dám cười ra tiếng. Được rồi, đồng hồ đâu? Đừng nói nhảm kéo chân tôi nữa. Diệp lão đầu tức giận nói, hôm nay tôi chỉ nhận tiền giám định đồng hồ, còn những vấn đề hay câu hỏi dư thừa khác đừng có mà hỏi tôi. Tôi sẽ không trả lời đâu, lát nữa tôi còn phải đi xem kịch, không có rảnh mà ở đây lằng nhằng với mấy người. Diệp lão đầu vừa dứt lời, đúng lúc Trần Phát tháo Rolex trên cổ tay ra. Đồng hồ nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, phát ra tiếng lanh lảnh lanh lảnh. Đôi mắt của Diệp lão đầu gần như bị âm thanh này hấp dẫn tới. Đây là... Mẹ kiếp, đây là Rolex Submariners đó ư. Giá trung bình 10 mấy vạn một cái. Lúc này Diệp lão đầu rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh được nữa, ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phát hỏi. Các bạn cùng lớp của tôi đều hoài nghi đây là hàng giả. Anh em của tôi vất vả làm lụng kiếm được ra tiền, mua một con Rolex về đeo là sai sao? Lâm Phong cười lạnh, nói tiếp. Như thế là vu khống cậu ấy. Trần Phát nghe được lời này của Lâm Phong, nên vẻ mặt như băng sơn vạn năm không thay đổi kia cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ông chủ Diệp, ông xem kỹ giúp tôi một chút đi, sau đó sẽ có hậu tạ. Trần Phát chậm rãi kiên định nói. Lúc này, tất cả mọi người mới trịnh trọng hướng sự chú ý của mình về phía Trần Phát và Diệp lão đầu. Rolex Submariner trên tay hắn với đồng hồ trên tay Diệp lão đầu kia, đến cùng của ai mới là thật, của ai mới là giả. Chương 274, tặng cho ông. Cái gì hàng giả với không giả, chỉ cần mình thích là được, đừng nói chuyện bản quyền này nọ với tôi. Trời đất bao la đến đâu cũng không bằng sở thích của mình. Lão Diệp cười nhạo nói. Ông làm nghề đồng hồ mấy chục năm nay, nhìn đủ loại hàng thật hàng giả, nhìn nhiều cũng thấy chán. Dù là hàng thật hay giả, suy cho cùng vẫn là thứ mình thích, người ta thích làm màu, thích hàng giả, liên quan gì đến anh? Lời này vừa thốt ra, hơn 20 người có mặt ở đây đều sửng sốt. Ông là ông chủ bán đồng hồ đó, có thể nói ra mấy lời đó à? Một đám người bĩu môi, trong bụng âm thầm phỉ nhổ. Nhưng có một điều phải nói, tuy thái độ và tam quan của ông chủ không đúng, nhưng tính cách của ông ta vẫn rất thẳng thắn, có thể thấy ông ta dường như không phải là người nói dối. Được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Hiện tại tôi muốn biết chiếc Rolex Green Water Ghost đang đeo trên tay đại đầu là thật hay giả. Mã Hưng Vinh sốt ruột thúc giục. Lão Diệp này đúng là không nể mặt mũi gã gì cả, gã cũng không thèm giả vờ nữa. Trần Phát tháo tháo đồng hồ đang đeo trên tay mình xuống, đặt lên bàn, tùy tiện đẩy nó đến trước mặt Lão Diệp. Diệp tiên sinh, phiền ông xem giúp một chút. Trần Phát lễ phép mỉm cười nói với ông. Lão Diệp cũng không làm màu, nhận lấy chiếc đồng hồ của Trần Phát, xem xét nó một cách tỉ mỉ. Ông làm nghề đồng hồ nhiều năm như vậy, niềm vui lớn nhất chính là thưởng thức các loại đồng hồ đeo tay quý giá. Ngặt nỗi không có tiền nên đến bây giờ ông vẫn chưa dành dụm đủ tiền để mua một chiếc đồng hồ ưng ý. Không kiếm được tiền là một chuyện. Dù sao người chơi đồng hồ ở huyện thành nhỏ rất ít, mặt khác mình độc thân nhiều năm như thế, không có vợ trông nom nhà cửa, hoàn toàn không tiết kiệm được tiền. Tuy nhiên, điều này không cản trở việc Lão Diệp hiểu rõ về đồng hồ đắt tiền. Lão Diệp hai tay cầm chiếc Rolex Green Water Ghost, hai mắt ông nháy mắt sáng ngời. Đồng hồ thật hay giả, người trong nghề thậm chí không cần cẩn thận nghiên cứu,
chỉ cần dùng mắt thường nhìn lên tay một cái là có thể phân biệt được ngay. Loại chênh lệch trọng lượng này có thể được cảm nhận trực tiếp và trực quan, và cảm giác cầm chơi trong tay. Tất cả những điều này đều nói cho lão Diệp rằng chiếc Rolex Green Water Ghost trên tay hoàn toàn là hàng thật. Vẻ mặt của lão Diệp bỗng nhiên bắt đầu kích động, miệng mấp máy, một lúc lâu mới thốt ra được vài chữ. Hóa ra trọng lượng của chiếc Rolex Green Water Ghost thật so với tưởng tượng của tôi nhẹ hơn vài gram, chiếc đồng hồ nhái của tôi thật sự không tính là gì. Lão Diệp cảm khái nói, chiếc Rolex Green Water Ghost mà ông đeo nói chính xác cũng là hàng giả, nhưng không giống với những chiếc hàng giả khác. Để tạo ra một chiếc đồng hồ mô phỏng chiếc Rolex Green Water Ghost như thật, lão Diệp đã nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi từ các bộ phận nhằm đạt được kết cấu giống như chiếc Rolex thật. Sự thật đã chứng minh dù là hàng giả mà ông làm giống nhất cũng không bằng 1% của Rolex Green Water Ghost thật. Mọi người luôn quan sát cẩn thận vẻ mặt của lão Diệp. Kể cả Mã Hưng Vinh lúc này đã thấp thỏm không yên rồi. Gã có giữ được thể diện trước mặt các bạn học cũ hay không phụ thuộc vào lần này. Trong một thoáng lão Diệp vừa dứt lời, tim của mọi người đều đập thình thịch. Ý của lão Diệp muốn nói chẳng lẽ là một ý nghĩ mà tất cả mọi người không thể tin được xuất hiện trong đầu họ. Chiếc Rolex Green Water Ghost của Trần Phát là thật. Thế mà vừa rồi cậu ta còn nói chỉ cần có người nói cho cậu ta biết màu sắc của quần lót nhỏ, cậu ta sẽ tặng chiếc Green Water Ghost cho người đó. Trời ạ, chiếc này giá cũng hơn 100.000 tệ đấy. Biết bao nhiêu người phải dành dụm mấy năm trời mới có thể tiết kiệm được con số này. Nhưng Trần Phát nói đưa là đưa. Điều khiến người khác buồn bực nhất chính là vừa rồi không ai trong số họ tin Trần Phát. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại cảm xúc đan xen trong tâm trí mỗi người. Tuy sắc mặt của hơn 20 người không giống nhau, nhưng trông rất đặc sắc. Dù trong lòng Lâm Phong đã chuẩn bị tốt, nhưng anh không khỏi ngạc nhiên trước sự hào phóng của Trần Phát. Bạn học cũ của mình dường như sống tốt hơn so với mình tưởng tượng. Nếu Diệp tiên sinh thích, chiếc đồng hồ này tặng cho ông. Trần Phát dường như không nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của mọi người, anh cười nhạt nói với lão Diệp. Ông chủ Diệp sửng sốt một lúc, ông hoài nghi lỗ tai mình có phải nghe lầm hay không. Tặng cho tôi, cậu biết chiếc đồng hồ thật này của cậu giá bao nhiêu tiền không? Phản ứng đầu tiên của ông chính là chiếc đồng hồ này là người nhà mua cho cậu thanh niên này. Dù sao cũng là phú nhị đại chưa từng nếm trải mùi vị cực khổ của cuộc sống, vì vậy cậu ta không biết giá trị của chiếc đồng hồ này. Món đồ giá hơn 100.000 nói tặng là tặng. Cậu thanh niên này dám tặng, nhưng ông không dám nhận. Trong nhà tôi có quá nhiều đồng hồ đeo tay rồi, thấy Diệp tiên sinh thích thì tặng cho ông thôi, không có gì to tát, đương nhiên tôi biết giá bao nhiêu, dù gì tháng trước mới nhờ người ta mua về. Trần Phát tiếp tục nói, nếu là lúc trước mọi người đều cho rằng Trần Phát nhất định đã bàn bạc với Lâm Phong rồi, hai người họ giả vờ khoe khoang trá hình trước mặt bọn họ. Nhưng bây giờ sau khi xác nhận rằng chiếc đồng hồ trên cổ tay của Trần Phát là Rolex Green Water Ghost, hơn 20 người không ai dám có ý nghĩ này nữa. Khiếp, là giàu thật đấy. Lão Diệp cũng hơi kinh ngạc, ông cũng không phải người hay ra vẻ. Ông thích chiếc Rolex Green Water Ghost này lâu lắm rồi. Nếu đã như vậy, cảm ơn cậu nhiều rồi, tiền thù lao khác thì tôi không thể lấy. Như vậy đi, sau này nếu đồng hồ đeo tay của cậu có vấn đề gì, cậu cứ đến tìm tôi sửa miễn phí cho cậu cả đời, cậu thấy thế nào? Tay nghề sửa đồng hồ của lão Diệp nổi tiếng trong giới, thù lao cũng không nhỏ. Được, vậy thì cảm ơn Diệp tiên sinh. Trần Phát mỉm cười. Lão Diệp đưa tay vỗ vỗ vai Trần Phát, sau đó cầm chiếc Rolex kia vui vẻ đi ra cửa. Bầu không khí trong phòng bao rơi vào lúng túng không thể giải thích được. Cụ khụ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng có người đột nhiên ho khan hai tiếng, đánh vỡ không khí trầm mặc này. Nhiều năm như vậy, thật lau mắt mà nhìn. Năm đó cậu là người nghèo nhất trong lớp, giờ chắc hẳn là người giàu nhất lớp rồi nhỉ. Ha ha, người này vừa dứt lời lập tức có người bắt đầu hưởng ứng. Đúng, đúng, có câu kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau thì phải đối đãi nhau bằng cái nhìn khác rồi. Huống chi chúng ta đã nhiều năm không gặp, quả là thất sách rồi. Ây da, tôi đã nói là trò đùa của chúng ta đúng thật là không phù hợp, đại đầu giờ không phải là người hầu nhỏ của năm đó. Mặc chúng ta bắt nạt nữa rồi. Tôi làm gương trước, đại đầu à, tôi xin lỗi cậu nhé. Một nam sinh mặc vest, thắt cà vạt, đeo một cặp kính gọng đen, mỉm cười đứng dậy, cúi đầu trước đại đầu.
Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 275, mối quan hệ của ai mạnh hơn? Anh ta nghiêm túc nói, thật sự là do tôi không đúng. Đại đầu, cậu người hiểu chuyện không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng so đo với tôi nhé. Anh ta nói xong cầm ly rượu tự rót, cho mình, uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng. Động tác như mây trôi nước chảy, đúng chất người nơi quan trường. Trần Phát cười cười, không nói gì. Ngay sau đó giống như hiệu ứng cánh bướm được kích hoạt. Sau khi người đầu tiên bước ra nói lời xin lỗi, sau đó hết người này đến người khác lần lượt đứng lên, rót đầy ly rượu của họ kính Trần Phát. Khung cảnh một lần nữa trở nên náo nhiệt. Mọi người trong nhóm nên nói chuyện thì nói chuyện, chỉ còn lại Mã Hưng Vinh ngồi đó, bối rối nhìn Trần Phát. Y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở nên thế này. Rõ ràng nhiều năm như vậy mình mới là trung tâm tuyệt đối. Dù Trần Phát bỗng nhiên thăng quan tiến chức thì sao chứ? Những cái khác y không để ý nhưng ở cái huyện thành nhỏ này, ai có thể so với y? Chuyện hôm nay, y thế nào cũng không nuốt nổi. Ha ha, ở cái xã hội này có tiền thì có ích lợi gì? Rất nhiều việc không có phải có tiền là có thể giải quyết được. Mã Hưng Vinh châm chọc nói. Trần Hoa à, cậu quên rồi sao, quê cậu còn đang giải tỏa đúng không? Phía sau cậu còn thêm quan hệ nữa đấy, hiện tại vẫn còn đang được phê duyệt. Giải tỏa ở nông thôn là như vậy, thêm một mối quan hệ là có thể lên đến hàng trăm nghìn, nhà Trần Hoa đúng là có một mảnh đất sắp giải tỏa. Vì để theo kịp việc giải tỏa này, ông cụ ở nhà đã chuyển nhượng tài sản của mình cho tất cả con cháu. Trong quá trình có nhiều thủ tục không tiện nói, hiện đang chờ phê duyệt, đủ để thấy mạng lưới quan hệ quan trọng cỡ nào. Vừa rồi Trần Hoa còn uống một ly rượu xin lỗi, nhưng khi nghe những gì Mã Hưng Vinh nói, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi. Nên làm thế nào cho tốt đây? Mã Hưng Vinh nói rất đúng, chuyện nhà mình hiện tại còn nằm trong tay Mã Hưng Vinh. Trong gia đình anh ta có người phụ trách việc giải tỏa, chính vì vậy mà lớp trưởng Trần Hoa kiêu ngạo năm đó đã tìm đến Mã Hưng Vinh tặng rất nhiều quà cáp, mới làm xong hết các thủ tục. Chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Vừa rồi đại đầu ra tay rộng rãi khiến anh ta kinh ngạc. Trần Hoa chìm nổi trong chốn quan trường nhiều năm như vậy, biết rõ tầm quan trọng của đồng tiền, nên anh ta cũng thuận nước đẩy thuyền, uống một ly rượu xin lỗi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Được, mình bị Mã Hưng Vinh ghim rồi. Tôi chỉ ôn chuyện với bạn học cũ chút thôi. Tôi vẫn nhớ chuyện cậu giúp tôi mà. Tôi không quên đâu. Trần Hoa vội vàng nói với Mã Hưng Vinh. Sau khi bị Mã Hưng Vinh nhắc nhở, không chỉ có Trần Hoa, mà những bạn học khác làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng nhận ra ai mới là người thực sự có thể giúp đỡ họ trong huyện thành này. Trong thoáng chốc, bầu không khí lại trở nên lúng túng, mọi người nhìn nhau, Mã Hưng Vinh nhìn Trần Phát, ra vẻ khó xử. Khu đất đang giải tỏa mà cậu nói chẳng lẽ là khu đất gần bờ sông ư? Khi bầu không khí đang rơi vào im lặng và căng thẳng, thì Trần Phát vốn ít nói chuyện lên tiếng hỏi. Anh ta cười híp mắt nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt Trần Hoa, khiến mọi người có chút sờn gai ốc. Người bạn học cũ luôn phải ngước nhìn mọi người này giờ đã trở thành một sự tồn tại mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Hơn nữa từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra sự điềm tĩnh và tinh tế, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của bọn họ. Việc giải tỏa khu vực ven sông không phải là bí mật, Trần Hoa cũng không nghĩ nhiều. Anh ta đang cố giữ khoảng cách với Trần Phát để lôi kéo Mã Hưng Vinh. Nghe Trần Phát hỏi như vậy, anh ta liền gật đầu. Đúng, năm nay mới ký hợp đồng, sao vậy? Trần Hoa nhìn Trần Phát vẻ hơi nghi ngờ. Sao cậu ta bỗng nhiên hỏi tới chuyện giải tỏa? Không liên quan gì đến cậu ta mà. Mã Hưng Vinh lúc này cực kỳ đắc ý. Y ước gì Trần Phát hỏi chuyện giải tỏa nhiều hơn nữa, để mọi người đều biết vận dụng quan hệ trong huyện thành này, ai có thể so được với mình. Ngay lúc Mã Hưng Vinh đang đắc ý, cảm thấy mình sắp được thể hiện, Trần Phát bất ngờ gõ nhẹ xuống bàn. Khớp ngón tay của anh ta gầy và thon dài, gõ lên bàn gỗ phát ra âm thanh rõ ràng, nhịp nhàng có tiết tấu. Phải thừa nhận rằng mặc dù lúc này mọi người đều tập trung vào Mã Hưng Vinh, nhưng khi nhịp điệu kỳ lạ vang lên, ánh mắt của mọi người lại không tự chủ được bị Trần Phát hấp dẫn. Nói đến cũng kỳ lạ, rõ ràng anh ta ngồi trên xe lăn, thân hình gầy gò, so với Mã Hưng Vinh mặt mũi hồng hào, quả thực một trời một vực. Nhưng bất cứ khi nào Trần Phát nói chuyện, luôn có lực uy hiếp khiến người khác phải tin phục. Thật đúng là kỳ lạ. Trùng hợp vậy,
Vừa hay chuyện này cũng có chút liên quan đến tôi. Trần Phát khẽ mỉm cười nói. Sau đó anh lấy điện thoại di động của mình ra, gọi một cuộc gọi điện thoại. Khung cảnh lại lần nữa trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Có bài học trước đó, ai cũng không biết lúc này Trần Phát sẽ làm gì. Tít tít, điện thoại di động vang lên 2 tiếng thì có người nghe máy. Alo, Trần Tổng, một giọng nữ hơi trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia. Sau khi mọi người nghe được xưng hô này, da đầu đều tê dại. Cô gái kia gọi đại đầu là Trần Tổng, vậy chắc hẳn bây giờ cậu ấy đã thành lập công ty rồi. Cậu ta thật sự phất lên rồi. Nghe nói các cô đang phụ trách khai thác khu đất 403 ven sông đúng không? Trần Phát rót cho mình một cốc nước đun sôi, thản nhiên hỏi. Nữ thư ký ở đầu dây bên kia vội vàng nói, vâng, Trần Tổng có chỉ thị gì không? Giúp tôi tra thông tin giải tỏa của một gia đình đứng tên Trần Hoa. Trần Phát tiếp tục nói, lúc này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả Lâm Phong đứng ở một bên cũng hơi mở to mắt, không thể tin vào lỗ tai của mình. Thật hay giả vậy, đại đầu hiện tại đã thực sự đạt đến trình độ này rồi chăng? Cậu ta nói luôn quanh quẩn ở Thượng Hải thôi mà. Tại sao bây giờ có cả một công ty lớn ở cái huyện thành nhỏ nhoi này? Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, một lát sau, Trần Phát cúp điện thoại. Hộ khẩu gia đình nhà, cậu hiện đã giải quyết ổn rồi, cậu về nói với ông cụ trong nhà không cần lo lắng, ông cụ lớn tuổi rồi, chạy tới chạy lui vì mấy đồng tiền, không đáng. Thái độ bình thản như gió thoảng mây trôi của Trần Phát khiến Trần Hoa như bị cú đấm trời giáng. Hốc mắt của anh ta đỏ hoe. Nếu như có thể, anh ta cũng không muốn vì số tiền này mà gây ra nhiều phiền phức cho mình. Dù gì anh ta cũng là một nhân viên nhà nước. Nhưng cha mẹ ở nhà đều mắc bệnh, con gái đang học tiểu học, chi tiêu nhiều, vợ thì đừng nhắc đến, tối ngày chỉ biết chơi mạt chược, không hỏi xin tiền mình là may phước rồi. Chính vì lý do này mà Trần Hoa không còn lựa chọn nào khác là đánh chú ý vào món tiền giải tỏa này. Chương 276, kết thúc. Anh ta vì chuyện giải tỏa mà chạy ngược chạy xuôi muốn gãy chân, thậm chí giải rất nhiều tiền để thiết lập quan hệ. Tuy nhiên, bất kể mình hỏi đến ai đều nhận được câu trả lời tưởng đúng nhưng thực ra là sai. Ngay cả Mã Hưng Vinh cũng vậy. Nếu như không phải trước mắt mình thật sự không tìm được quan hệ, thì anh ta cũng đặt hết hy vọng vào Mã Hưng Vinh. Bây giờ bỗng nhiên nghe Trần Phát nói như vậy, Trần Hoa nhất thời không kịp phản ứng. Hốc mắt của anh ta lập tức đỏ lên. Cảm ơn cậu, đại đầu, cảm ơn. Trần Hoa lúng túng nói, sau đó nhanh chóng đưa tay rót cho mình một ly rượu đầy, giơ ly rượu hướng Trần Phát, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mọi người trong phòng đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Trần Hoa, người luôn đứng về phía Mã Hưng Vinh, đột nhiên quay ngoắt chuyển sang phe Trần Phát? Còn chuyện giải tỏa mà Trần Hoa nói rốt cuộc là chuyện gì? Mã Hưng Vinh lúc này bắt đầu hốt hoảng rồi, đáy lòng y dâng lên một cảm giác khó tin. Thật hay giả? Không có khả năng đúng không? Trần Phát không những có tiền mà còn có quyền nữa chăng? Tuy trong lòng đã loáng thoáng tin tưởng sự thật này, nhưng Mã Hưng Vinh vẫn không thể không tin ở huyện thành nhỏ này. Nhà y tích lũy nhiều năm nhân mạch như vậy, thế mà không bằng một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi năm đó ư. Chuyện này rốt cuộc có giải quyết ổn hay không cũng không chắc, nói không chừng có người giả vờ gọi điện thoại rồi nói đã giải quyết xong rồi. Chuyện giải tỏa liên quan đến phạm vi rộng như vậy, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Mã Hành Vinh hừ lạnh châm chọc nói. Sau khi y nói xong, mọi người có mặt trong phòng cũng tỏ vẻ rằng quả thực có khả năng như vậy. Xét cho cùng sức mạnh của có quyền cao hơn nhiều. Mã Hưng Vinh lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Lúc Mã Hưng Vinh nhận điện thoại, y cũng không giấu giếm mọi người ở đây, y nói về chuyện giải tỏa qua điện thoại vài câu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Được, được, con biết rồi, con cúp máy đây. Mã Hưng Vinh nói xong liền cúp điện thoại. Biểu tình trên khuôn mặt của Mã Hưng Vinh phải nói là vi diệu, y liếc nhìn Trần Phát, thần sắc trong mắt trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Qua cuộc điện thoại vừa rồi, cha của y nói với y, có một thế lực mạnh đã nhúng tay vào dự án giải tỏa, liên quan đến rất nhiều khía cạnh mà họ không thể can thiệp được, nghe nói có liên quan đến bên trên. Nói cách khác, những thế lực đại diện sau lưng Trần Phát, y không thể nào so sánh được. Nhiều năm không gặp, tôi không ngờ cậu lăn lộn ghê đến thế. Mã Hưng Vinh miễn cưỡng nói, nếu không phải vừa rồi trong điện thoại cha luôn luôn dặn dò mình, một khi gặp được người có liên quan đến những thế lực này, nhất định phải cung kính, nếu không,
y sẽ không hạ mình nói những lời này. Trần Phát chỉ cười cười, không nói gì, kiểu thái độ này. Như một cú tát, tát mạnh vào mặt của Mã Hưng Vinh. Lâm Phong nhìn những người được gọi là bạn học cũ này với tâm lý như đang xem kịch vui. Tuy cuộc sống của anh bây giờ khác với trước kia, nhưng anh không hung ác nhiều trong lòng, vả mặt gì đó không cần thiết. Anh đến đây đơn thuần là vì Đại Đầu. Vốn dĩ anh sợ Đại Đầu bị bắt nạt, hiện tại xem ra đúng là anh nghĩ nhiều rồi. Đại Đầu, món ăn này chắc không hợp khẩu vị của cậu đâu, chúng ta đến quán mì bên cạnh ăn mì đi. Thấy Trần Phát ngồi trên xe lăn không nói chuyện, Lâm Phong cúi người xuống tiến lại gần mỉm cười nói với anh ta. Năm đó niềm vui lớn nhất của hai người chính là cùng nhau nhặt nhạnh đồng nát bán lấy tiền. Dành dụng đủ tiền mua một phần lớn mì chay ở quán mì bác gái cách vách, hai người lấy hai cái chén nhỏ chia đôi, ăn một cách thích thú. Tuy mì chay nước canh trong suốt vô vị, nhưng lại trở thành món mì ngon nhất của hai người lúc còn học trung học cơ sở. Trần Phát rõ ràng không phải tới đây để ăn cơm, chén đũa trước mặt anh ta không động vào, nghe Lâm Phong nói vậy thì cười gật đầu. Ừ, lâu rồi không ăn mì, chúng ta đi ăn mì thôi. Trần Phát nói rồi đẩy xe lăn rời khỏi bàn trước. Lâm Phong vội vàng đuổi theo. Nhóm hơn 20 người ở phía sau đều sững sờ, bọn họ không nghĩ tới chuyện lại phát triển đến mức này. Hay, sớm biết Đại Đầu làm ăn tốt như vậy, đáng lẽ vừa rồi tôi nên nhờ cậu ấy giúp chút chuyện. Tất cả đều do cái miệng này của tôi không rút kinh nghiệm. Một người tức giận nói. Đúng đó, nếu như vừa rồi chúng ta tin lời cậu ấy nói, không biết bây giờ người may mắn nào có thể lấy được chiếc Rolex Green Water Ghost cơ đấy. Có người không buông bỏ được nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Mọi người mở miệng nói, trong lời nói đều cố ý vô tình trêu chọc Mã Hưng Vinh. Mã Hưng Vinh vừa rồi vẫn là trung tâm của tất cả mọi người, lúc này đã trở thành người đầu tiên mọi người oán giận. Nếu không phải cậu ta là người đầu tiên đùa giỡn, cảnh tượng sẽ không xấu hổ như vậy. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Mã Hưng Vinh đang tức đến mặt lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng hung hăng thầm nhổ trong lòng. Hừ, cũng không nhìn xem mình là thứ gì, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ tàn phế thôi. Quán mì của bác gái bên cạnh. Dì ơi, cho một phần mì thịt bò kho, một phần mì thịt dê kho. Lâm Phong mỉm, cười gọi món. Được, lập tức có ngay. Nhân viên phục vụ trong quán mì đáp lại, Lâm Phong đẩy xe lăn của Trần Phát vào chỗ ngồi, anh lau mặt bàn trước mặt, rồi sắp xếp bộ đồ ăn. Sao không ăn mì chay? Trần Phát hỏi. Đó là do trước kia không có tiền, giờ có tiền rồi ai chịu ăn mì chay? Tôi thích ăn thịt bò hơn, cậu thích ăn thịt dê, đừng nghĩ tôi không biết. Lâm Phong mỉm cười nói. Trần Phát cũng cười cười theo, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Lâm Phong rót thêm một ly nước đun sôi cho mình và Trần Phát. Đại Đầu, hôm nay cậu oai phong thật đấy. Lâm Phong nháy mắt với Trần Phát. Ừ, khó có được lúc tùy hứng, cảm giác đúng là rất tuyệt. Trần Phát uống một ngụm nước đun sôi cũng nở nụ cười. Người ta nói cả đời này đều phấn đấu vì những thứ năm đó chưa từng có. Thời thơ ấu càng thiếu thốn thứ gì thì khi lớn lên càng muốn thể hiện, Trần Phát cũng đã định sẵn như thế. Thời thơ ấu của mình thiếu nhất không phải là cơm ăn áo mặc mà là sự tôn trọng và bình đẳng của mọi người. Hiện giờ mình công thành danh toại, trở về gặp lại những bạn học trước kia, loại suy nghĩ này giống như cỏ dại không thể ngăn cản được và nó nhanh chóng hiện lên trong đầu mình. Vì vậy anh muốn tùy hứng một lần, cảm giác đúng như anh tưởng tượng, rất tuyệt và sảng khoái. Lâm Phong nghe vậy lập tức bật cười ha ha, Đại Đầu bây giờ trông nhã nhặn, lịch thiệp hơn trước kia, nhưng trong lòng quả nhiên vẫn là cậu nhóc điên không kiêng nể gì của lúc trước. Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 277, tặng cậu 1.000 mẫu đất. Mì đến rồi đây. Hai người tán gẫu mấy chuyện năm đó thì nghe tiếng hô lên ở phía sau. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, thấy nhân viên phục vụ bưng một cái khay, phía trên đặt hai tô mì lớn bóng loáng dầu nóng hổi, mặt trên phủ một lớp thịt bò và thịt dê thật dày. Điểm xuyến bên trên sợi mì là vài nhánh rau mùi, dù cách xa mà vẫn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc khiến người khác mê mẩn. Cảm ơn. Lâm Phong nhận lấy tô mì từ tay nhân viên phục vụ, đặt trước mặt mình và Trần Phát, anh mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ vội vàng xua tay, sau đó bưng khay xuống. Một lát sau nhân viên phục vụ quay lại đưa tỏi cho hai người.
ăn mì với tỏi, mì sẽ thơm hơn. Nhân viên phục vụ cười nói với hai người, nói xong liền đi làm việc của mình. Lâm Phong nhìn Trần Phát nói, vẫn quy tắc cũ à? Ừ, Trần Phát đáp. Nghe Trần Phát đáp, Lâm Phong tự thêm giấm và ớt cho hai người họ. Cả hai đều thuộc tuýp người ăn được cay, món mì chay canh suông năm đó ít nước, tất cả mùi vị trong ký ức đều là linh hồn của ớt và giấm. Lâm Phong thích ăn chua và cay nhiều hơn, nhưng Trần Phát thì khác, cậu ta thích ăn chua và cay nhẹ. Được rồi, ăn thôi. Lâm Phong đưa mì thịt dê kho đến trước mặt của Trần Phát, anh thêm một muỗng dầu ớt và hai muỗng giấm vào tô của cậu ấy, còn tô của mình thì anh thêm hai muỗng ớt và hai muỗng giấm. Tất cả những điều này lọt vào mắt của Trần Phát đều biến thành một loại cảm giác kỳ diệu khó mà diễn tả thành lời. Nhiều năm như vậy, anh ta che giấu hết thảy mọi thứ về mình, bây giờ gặp lại Lâm Phong. Dường như những cảm xúc và những ấm áp mà mình muốn che giấu lúc đầu đã từng chút một xâm nhập vào trái tim, vững vàng bao bọc lấy mình. Lâm Phong. Trần Phát bỗng nhiên lên tiếng, nghiêm túc nhìn Lâm Phong. Sao vậy? Lâm Phong đang vội bóc tỏi, ăn mì phải ăn lúc còn nóng, ăn từng đũa mì kèm với tỏi, sợi mì nóng hổi, vừa cay vừa chua, thế mới gọi là mỹ vị. Sau này cậu quyết định sống ở Thượng Hải à? Trần Phát hỏi. Lâm Phong nghe cậu ấy hỏi thấy hơi kỳ lạ, anh không hiểu tại sao Trần Phát bỗng nhiên hỏi vậy. Ngay lập tức động tác bóc tỏi trong tay anh chậm lại, anh ngẩng đầu nhìn Trần Phát, đúng rồi, sao vậy? Cậu hỏi việc này làm gì vậy? Anh đặt tép tỏi đã bóc vỏ bên cạnh Trần Phát, nhìn cậu ấy chăm chú. Tôi có ít đồ ở Thượng Hải, năm đó khó khăn lắm mới có được, giờ nó ở trong tay tôi cũng không có tác dụng, tặng cậu đấy, tôi nghĩ nó sẽ có ích với cậu. Trần Phát lấy ra một quyển sổ trong cái túi nhỏ treo bên cạnh xe lăn của mình, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ, anh nhìn những chữ to trên quyển sổ màu xanh lục, đôi mắt anh mở to hết cỡ. Đây là khế đất đúng không? Cậu đưa cái này cho tôi làm gì? Lâm Phong kinh ngạc nhìn khế đất trong tay Trần Phát. Trần Phát chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu mở ra xem đi. Lâm Phong thực sự hơi tò mò, lập tức mở khế đất ra xem. Sau khi nhìn rõ những gì được viết trong khế đất, Lâm Phong kinh ngạc đến không thốt nên lời. 1.000 mẫu đất. Lâm Phong kêu lên ngạc nhiên, anh ngẩng đầu nhìn Trần Phát, như không tin vào mắt mình. Ôi trời, là 1.000 mẫu đất cơ đấy. Nếu là đất đai trong tay mấy đại gia thì không là gì. Dù sao ở nông thôn có tiền là có thể mua được đất, nhưng khi nhìn thấy vị trí của 1.000 mẫu đất, Lâm Phong thật sự rất kinh ngạc. Mà 1.000 mẫu đất đó lại ở Thượng Hải, là nơi tấc đất tấc vàng. Năm đó tôi tình cờ lấy được mấy mẫu đất đó, vẫn để vậy cho tới giờ chưa sử dụng, nên hiện giờ luôn để đất trống. Trần Phát mỉm cười nói. Anh ta suy nghĩ rồi bổ sung tiếp, mảnh đất này đối với tôi mà nói thực sự rất căng, tôi không biết nhiều kiến thức về sử dụng đất. Bán thì không cần thiết, tôi không thiếu tiền, nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy tặng cho cậu là hợp lý nhất. Lâm Phong nghe mà chẳng biết phải làm sao. Nghe cậu ta nói kìa. Không thiếu tiền, 1.000 mẫu đất cứ thế mà tặng cho mình ư. Đừng, tôi thật sự không cần đến mảnh đất này, cậu giữ lại sau này cho mình dùng đi, không chừng ngày nào đó cậu có việc cần dùng thì sao. Lâm Phong nói xong vội vàng khép quyển khế đất lại, trịnh trọng trả lại cho Trần Phát. Tuy nhiên, Trần Phát không nhận lại. Anh ta cứ ngồi đấy mỉm cười nhìn Lâm Phong. Hôm nay cậu dám tới buổi họp lớp, chứng tỏ thuốc của tôi chắc đã có tiến triển. Cậu cứ xem như đây là tạ lễ tôi tặng cậu. 1.000 mẫu đất này với tôi cũng không tính là gì. Cậu cứ nhận đi. Trần Phát nói. Lâm Phong nghe Trần Phát nói thì lấy làm kinh ngạc. Ơ kìa, không tệ nha đại đầu. Nhiều năm không gặp, khả năng quan sát sắc mặt và lời nói của cậu quả đúng là không ai sánh bằng. Lâm Phong ngạc nhiên bật thốt. May mà mình nghĩ đây là chỉ là buổi họp lớp đơn thuần, không ngờ trong lòng Trần Phát lại nhìn ra được nhiều khúc mắc như vậy. Ngay cả chuyện mình trồng được thuốc giải cũng bị cậu ấy nhìn ra. Khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt rất tuyệt. Cho nên đúng là cậu trồng được rồi, đúng không? Tuy trong lòng Trần Phát mơ hồ đoán ra được, nhưng khoảnh khắc câu hỏi thoát ra khỏi miệng thì anh ta căng thẳng đến mức nắm chặt tay lại. Chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, tuy mình tin tưởng người bạn cũ Lâm Phong có thể làm được, nhưng chung quy anh vẫn lo lắng thấp thỏm. Thôi, Lâm Phong cười cười, nhìn Trần Phát không trả lời ngay, thay vào đó anh gắp một đũa mì đầy áp lên hút một hơi thật mạnh. Thấy Trần Phát chỉ là nhàn nhạt nhìn mình, tựa như không hề có ý thúc giục, Lâm Phong khoát tay nói,
Đúng đúng đúng, không sai, tớ trồng được nhân sâm ngàn năm rồi. Còn Kim Tử Thoát thì tớ bảo đảm nhất định sống được, nhưng có lẽ do thời gian ngủ đông quá dài, nên cần phải đợi thêm một thời gian nữa mới được. Nghe Lâm Phong báo lại tin tức này, dù Trần Phát luôn bình tĩnh cũng phải cứng đờ cả người, cơ thể gầy gò của anh ta không khống chế được run rẩy. Mạng của anh được cứu rồi, nếu là vậy thì mảnh đất này cậu càng phải nhận, Trần Phát bình tĩnh nói. Tuy nhiên, chỉ có Lâm Phong ẩn trong hoàn cảnh duy trì sự sống này là một mạch nước ngầm mãnh liệt. Đại đầu, giúp cậu là việc tôi nên làm, là do tôi tình nguyện, phần tạ lễ này. Chương 278, tỏi do tôi trồng. Hai người vì vậy mà tự dưng xảy ra giằng co trong chốc lát, đến cuối cùng vẫn là Lâm Phong chịu thua mới kết thúc được. Lúc này Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, xòe hai tay ngước mắt lên, nhìn Trần Phát sau đó nói, được chưa, may mắn là tớ năm đó luôn che chở cho người bạn của mình, không ngờ lúc này ngược lại được cậu bảo bọc. Sau khi thấy Lâm Phong đã nhận 1.000 mẫu đất này, Trần Phát trên mặt của, lúc này mới lộ ra nụ cười. Nào nào, đừng nói nữa, chúng ta mau ăn mì đi. Lâm Phong cười cười, lại đẩy mì thịt cừu om đến trước mặt của Trần Phát. Được được, mau ăn, bữa này tôi mời khách, anh muốn ăn bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu. Năm đó cùng Trần Phát học tiểu học, trong nhà của Lâm Phong cũng không dư giả gì, tuy hoàn cảnh tốt hơn nhà chút xíu. Nhưng cũng chính là vì chút xíu này Lâm Phong cùng Trần Phát đã dành dụm toàn bộ tiền tiêu vặt hàng ngày. Đến lúc dành dụm đủ tiền, lạc thú lớn nhất hai của người chính là tới nơi này ăn một bát mì trắng. Bây giờ vật đổi sao rời, lần nữa đến ăn tại quán mì quen thuộc, luôn cảm thấy có một cảm giác vi diệu khó hiểu. Hai người không nói thêm nữa, một người một tô mì bắt đầu hăng say ăn. Tỏi này không còn tươi và giòn ngon như trước. Nó hơi khô và có vị cay nồng. Trần Phát cắn tép tỏi trong tay cười nói. Lâm Phong cũng gặm một miếng, quả nhiên tỏi ở trong miệng khá cứng không giòn như trước, cắn hơi khô xẹp không có cái loại cảm giác sảng khoái như ngày xưa. Quả thật không được ngon. Lâm Phong trầm tư, để đũa xuống hướng về phía Trần Phát nói, như vậy đi, anh chờ tôi một lúc, tôi đi lấy chút tỏi do công ty tôi trồng ra, đảm bảo ăn ngon. Sau khi Lâm Phong nói xong cũng không để ý Trần Phát phản đối, lập tức chạy nhanh ra ngoài. Nói là đi ra ngoài lên kiếm tỏi, trên thực tế là tìm một nơi không người lắc mình tiến vào không gian, trực tiếp nhổ tỏi do chính mình trồng trong không gian. Trong không gian đã trồng tỏi một thời gian, hiện tại vừa hay là thời điểm tỏi chín. Lâm Phong nhanh chóng rút ra hai cụm tỏi, sau đó lại đi về hướng quán mì. Đã ăn thử, tỏi này chắc chắn ngon hơn bất cứ tỏi nào mà anh từng ăn. Lâm Phong cười ha ha đi tới trước mặt của Trần Phát, mà sau đó đặt một chùm tỏi tươi ở trên bàn. Trần Phát có chút khó hiểu, gã nhìn chằm chằm tép tỏi tươi giống như mới nhổ ra từ trong đất ở trước mặt, có chút dở khóc dở cười. Sao cậu lại mang theo mấy thứ này trên người? Trần Phát cười, nghi hoặc hỏi, lần trước là một cái dương rau dưa cùng nước suối, sao lúc này cả tỏi cũng mang theo? Thật khiến người ta nghi hoặc. Lần trước Lâm Phong đến nhà mình đã mang theo đủ loại đủ dạng rau dưa cùng với một thùng nước lớn. Mà lần này Phong lại mang theo người hai múi tỏi tươi khá lớn mới rút từ trong đất ra. Điểm này thật sự là làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, hai lần này đều là ý muốn nhất thời. Lâm Phong không thể nào biết trước mình không dẫn hắn về nhà mình, lại muốn tới ăn mì quán được. Làm sao lại trùng hợp dẫn theo đồ ăn cùng tỏi như vậy chứ? Có thể đi từ hai bàn tay trắng đến tình trạng hiện tại, tính cách của Trần Phát vốn đa nghi cẩn thận. Lúc này dường như bắt được sơ hở, lặp đi lặp lại sự việc với Lâm Phong trong đầu như một bộ lặp lại. Thấy sắc mặt của Trần Phát lộ vẻ hoài nghi. Lâm Phong lập tức đăm chiêu, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra cảm xúc gì. Tôi đang tập trung gieo trồng mấy thứ này, lúc này trở về cũng là vì nghiên cứu khác biệt giữa các loại thổ nhưỡng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với thực vật. Cho nên thường mang theo các loại thực vật cần phải nghiên cứu theo người. Lâm Phong tùy ý cười ha hả nói xạo. Anh liếc nhìn Trần Phát, phát hiện gã dường như còn đang nhìn mình, nhận ra điều này, Lâm Phong lập tức nghĩ kế. Nói cho cùng cũng chỉ là chút rau dưa, lẽ nào tôi còn gạt anh sao? Đầu to nhanh ăn đi, sắp nguội rồi đó. Lâm Phong nói xong tự, lột một củ tỏi bỏ vào trong miệng cắn một cái, âm thanh dạo dạo cực kỳ dễ nghe. Sau đó, lợi dụng vị cay nồng của tỏi, anh nhanh chóng húp một ngụm mì, nuốt hết vào miệng và nhai cùng với tỏi. Trong khoảng thời gian ngắn,
mùi thơm của mì hòa quyện với mùi thơm cay đặc trưng của kích thích, tràn ngập ở trong cổ họng, khiến người ta thèm ăn. Thực sự rất thơm, anh nhanh thử đi. Sau khi nói xong, Lâm Phong bắt đầu ăn mì nhai tỏi, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc, làm cho Trần Phát thầm cười, lắc đầu. Mình lo lắng quá mức rồi, nhưng chỉ là tỏi cùng rau xanh và nước suối thôi, sao cái lại đáng để bản thân hoài nghi lâu như vậy? Nếu như Lâm Phong thực sự muốn hại mình, thì đã sớm ra tay. Nghĩ tới đây, Trần Phát không do dự nữa, cầm lấy củ tỏi, dùng sức chà sát ở trong lòng bàn tay, ngay sau đó lớp màng bám trên củ tỏi bị nứt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hương tỏi tràn ngập, một mùi thơm ngát cùng vị tỏi trước nay chưa có, một tia ý thức mà nhảy vào lấy trong lỗ mũi. Trần Phát bỗng kinh hãi. Lần trước gã không ăn nhiều rau xanh, dù sao gã cũng không thích rau xanh cho lắm, nhưng lần này ở quán mì, ăn mì coi như là hoạt động không thể thiếu của gã. Anh học theo Trần Phát, xoa củ tỏi trong lòng bàn tay của mình. Củ tỏi này trông thực sự khác với tỏi bình thường, toàn thân trong suốt trắng như pha lê. Mỗi một củ đều to bằng nửa ngón cái dài, trông giống như một cánh hoa nhỏ màu cam. Một lớp vỏ mỏng bao trùm trên củ tỏi, trông rất dễ nhìn. Tuổi thật sự ăn ngon như vậy sao? Thấy Lâm Phong ăn củ này đến củ khác không dừng được, Trần Phát cũng có chút dao động, hiếu kỳ cười hỏi. Ăn có ngon hay không anh thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Phong cũng không trả lời thẳng, mà là cười nói với Trần Phát. Trần Phát rốt cục nhịn không được bỏ một củ tỏi vào trong miệng. Dạo dạo, âm thanh giòn tan vang lên, củ tỏi đã bị Trần Phát cắn ra, một phân thành hai. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng nhai tỏi của Trần Phát. Âm thanh dạo dạo nghe cũng biết củ tỏi này rất giòn. Tỏi này quả nhiên ăn rất ngon. Trần Phát vui vẻ nhìn Lâm Phong cười nói. Nói xem công ty của các cậu rốt cuộc làm gì? Làm sao trông ra thứ gì cũng ăn ngon như vậy? Trần Phát ăn củ tỏi trong tay, hít một cái, dường như lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Đầu to. Lúc này Lâm Phong cũng đã ăn gần hết bát, vừa nghe đầu to hỏi như vậy, biểu cảm trên mặt chợt kín đáo biến đổi. Các bạn đang nghe chuyện Nông Dân Làm Giàu Gà Trống Nuôi Con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 279, loại sản phẩm mới nào chứ? Rất nhiều chuyện hiện tại tôi không tiện nói, dù sao cũng là bí mật của công ty, tôi phải giữ kín tuyệt đối. Xin lỗi, tôi không thể nói tin tức cụ thể hơn cho anh biết. Lâm Phong nghiêm túc nói, không thể không nói Lâm Phong đúng là cao thủ nói xạo. Lúc thấy anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với mình lời này, Trần Phát có chút ngẩn ra. Gã thật sự là không ngờ làm ruộng gì gì đó chẳng lẽ thật có thể làm giàu hay sao? Mấu chốt nhất là xem thái độ của Lâm Phong, dường như những nông sản phẩm nghiên cứu này vẫn còn trong giai đoạn vô cùng bảo mật. Suy nghĩ một chút, Trần Phát bỗng nhiên nghĩ đến sở nghiên cứu có chút tiếng tăm tại quốc nội. Những nơi như sở nghiên cứu đều là nơi tuyệt mật, trên cơ bản đều nghiên cứu những thứ mà người thường không thể biết được. Cũng chỉ có giải thích này mới có thể giải thích vì sao thứ do Lâm Phong mang tới, dù là rau xanh hay là hoa quả thịt các thứ đều ăn ngon như vậy. Được được được, tôi không hỏi nhiều. Trần Phát cười khoát tay nói. Chỉ cần cậu có thể trồng ra giải dược của tôi, như vậy tiền thù lao ta nhất định có thâm tạ. Nhắc tới giải dược, Trần Phát khá kích động. Nếu như nói trước đó gã còn ôm chút hoài nghi với Lâm Phong trồng ra giải dược. Song lúc này sau khi được ăn tỏi có hương vị hoàn toàn khác với quá khứ, Trần Phát coi là đã thật sự tin tưởng mạng của gã thật sự sẽ được cứu. Nào, lúc này chúng ta hẳn nên uống chút bia mới đúng. Trần Phát cười vỗ vỗ tay, gọi nhân viên tới. Có chuyện gì sao, tiên sinh? Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh hai người, cung kính hỏi. Chỉ uống rượu không thú vị, đi mua cho tôi hai chai bia đi. Trần Phát khó có được tâm tình sung sướng mở miệng nói. Sau đó gã rút từ trong túi ra tờ tiền giấy có hình Mao Trạch Đông định đưa cho nhân viên phục vụ. Thôi, đầu to không cần phải như vậy, chúng ta là người một nhà, không có chuyện giúp hay không. Lâm Phong thấy thế, vội vươn tay vỗ vỗ bả vai của Trần Phát là bởi vì mình thực sự không muốn uống bia. Lúc này Trần Phát cũng hơi xấu hổ, gã nghe thấy Lâm Phong nói vậy thì gật đầu thu tiền lại, ăn lấy ăn để mì trong bát của mình. Thôi được, chuyện này, coi như là tôi nợ cậu một ân huệ. Trần Phát sang sảng cười nói. Lâm Phong khoát tay, không nói nữa. Cuối cùng hai người kết thúc nói về đề tài rau tỏi này,
hai người mặt đối mặt, vui vẻ ăn tô mì của mình. Hương vị tỏi cùng với sợi mì, mùi hương càng bay càng xa. Lúc này ngoài cửa có mấy người đàn ông từ phương Bắc bước vào, cao lớn mạnh mẽ, người cầm đầu có hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh, trông phải mạnh gấp đôi Lâm Phong. Bà chủ cho ba tô mì, phải thật lớn, gã đàn ông cao lớn kia hô. Sau đó chỉ nghe thấy bà chủ trong bếp lão bản nương phát ra một tiếng trả lời cực nhanh. Được rồi, lập tức mang ra ngay, các vị xin chờ một lúc. Ba gã đàn ông cao lớn đi đến bàn bên cạnh Trần Phát cùng Lâm Phong rồi ngồi xuống. Gã đàn ông cầm đầu đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó đi về phía khay đựng tỏi. Tỏi này dường như hơi hỏng roi, không tươi lắm, hai chú có muốn không? Gã cao lớn nhíu mày nói, dường như gã thường như vậy, khá kỹ tính khi ăn uống. Lấy đi, dù sao cũng hơn là không có. Lúc này muốn tìm lần quán mì còn tặng không tỏi, khó lắm đó. Hai người bất đắc dĩ buông tay cười nói. Gã cao lớn mới cầm hai phong tỏi đi về phía hai đồng bạn. Mà lúc đi ngang qua Lâm Phong cùng Trần Phát, gã gần như theo bản năng nhìn về phía bàn của hai người họ. Chủ yếu là tỏi của Lâm Phong rất nổi bật. Trên đỉnh còn mang theo cọng hoa tỏi non vừa già, còn chưa héo hẳn. Phần đáy tỏi trông cũng to và tròn, to và tươi hơn nhiều so với tỏi thường. Quan trọng nhất là hương vị tỏi này, mặc dù là mình đứng khá xa cũng ngửi được rõ ràng. Chậc, tỏi này rốt cuộc là giống gì? Sao lại thơm như vậy? Không biết mùi vị có ăn ngon hay không? Nè hai chú, anh muốn hỏi một chút, tỏi này của các chú rốt cuộc là giống tỏi gì? Gã cao lớn tò mò thò đầu tới, nhìn chằm chằm tỏi để trên bàn hai người. Thật sự quá kỳ lạ, không chỉ có mùi thơm, hơn nữa còn rất lớn trắng nõn. Tôi ăn tỏi lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua loại tỏi này. Gã cao lớn ngạc nhiên nói. Trần Phát cười cười nhìn Lâm Phong vẫn còn đang miếng mì cuối cùng, chưa kịp ngẩng đầu, Trần Phát lập tức mở miệng trả lời. Đây là sản phẩm mới do cậu ta nghiên cứu ra được, tôi cũng không biết rốt cuộc là loại gì, anh cứ ăn thử xem, ăn ngon lắm đó. Trần Phát nói xong, đem phần tỏi mình chưa ăn xong, còn lại 3/4 đưa cho gã cao lớn kia. Tỏi này thật sự quá ngon. Trên thực tế Trần Phát chỉ cần ăn phân nửa là đủ rồi, tỏi ngày hôm nay Lâm Phong cho mình thật sự là quá thơm quá ngon. Mùi vị cũng không cay tỏi như bình thường, ngược lại có thêm vị chua cùng vị ngọt khó có thể diễn tả bằng lời. Cho nên Trần Phát không khống chế được, nên ăn liền 3 múi tỏi, xem như là vượt chỉ tiêu. Thấy Trần Phát hào phóng như vậy, gã cao lớn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhếch miệng cười. Thôi được, cảm ơn chú nha. Lâm Phong cũng vừa ăn xong, thấy gã cao lớn định đi, vội lên tiếng kêu gã lại. Chỗ tôi còn dư lại chừng này anh cũng cầm đi đi, nếu không, giữ lại cũng là lãng phí. Lâm Phong sau khi làm xong, ở trong tay chính mình vẫn cầm tỏi cánh hoa hướng phía đại hán ném tới. Gã cao lớn đều nhận hết, thật thà nói cảm ơn với hai người, sau đó về lại bàn của mình và hai đồng bọn. Đây là tỏi tươi sao? Mùa này còn có tỏi tươi sao? Chắc ngon lắm nha. Một người kinh ngạc nói. Em đoán là sản phẩm nhà kính, mùi vị không bằng tỏi bình thường, dù sao cũng đã bơm thuốc. Tên còn lại hừ một tiếng, nhếch môi cười khẩy. Gã cao lớn cầm tỏi trong tay mình, vừa bóc tỏi, vừa ném tỏi đã bóc về phía hai đồng bọn. Có ngon hay không cứ ăn thì biết. Đứa nào đứa này đều im miệng hết đi, đều là người ta cho chúng ta, hiểu chút lễ phép đi. Gã cao lớn trầm giọng nói. Bị gã cao lớn quát, hai người đưa mắt nhìn nhau, ngậm miệng không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau mì nóng hổi đã được bưng lên. Ba người một tô mì thịt bò, trong tay cứ như đã thương lượng xong, giữa ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp một miếng tỏi lớn. Nhìn dáng vẻ ăn tỏi cùng mì phóng khoáng của ba người bọn họ, Lâm Phong không khỏi có chút cảm khái. Anh đoán đây là sự khác biệt giữa người miền Nam và người miền Bắc. Đang suy nghĩ miên man, gã cao lớn đã bắt đầu bưng bát mì thịt bò trước mặt, cầm đũa gắp một miếng mì lớn thổi thổi. Hành động này trông thật buồn cười và dễ thương. Chương 280, về nhà. Chương 280, về nhà. Mùi vị của mì này ngon thật. Gã cao lớn cắn một ngụm mì, cảm khái nói. Rồi gã liếc nhìn tép tỏi trên tay. Có hai loại tép tỏi, một là tỏi khô do cửa hàng cung cấp, hai là tép tỏi tươi vừa lấy từ chỗ của Lâm Phong cùng Trần Phát ở bàn bên cạnh. Đặt hai loại ở gần nhau, chênh lệch thật quá lớn và quá rõ ràng.
Những tép tỏi tươi này hầu như đều to bằng nắm đấm nhỏ, trông đầy, trong suốt long lanh. Lúc này chui thẳng vào trong lỗ mũi, gã cao lớn gần như không chút do dự cầm tép tỏi tươi đưa lên miệng cắn một miếng. Dạo dạo, một âm thanh giòn tan vang lên sau cú cắn, ngay sau đó là một mùi hương tỏi thơm chưa từng thấy. Ngay giây phút này, gã cao lớn trừng lớn mắt. Gã cứ như cực kỳ kinh ngạc không thể tin được, vội cắn thêm một miếng tỏi. Sau đó dường như mùi thơm của tỏi tràn ngập miệng với hương vị khó cưỡng và gã cao lớn lộ ra vẻ kinh ngạc và phấn khích trên khuôn mặt. Mẹ nó, tỏi này, ngon quá! Gã cao lớn kinh ngạc nói. Gã nhanh chóng ăn xong múi tỏi trong tay, sau đó vội đứng lên đi về phía bàn của Lâm Phong cùng Trần Phát. Hai người Lâm Phong cùng Trần Phát lúc này ăn hết mì đang chuẩn bị đi về, chỉ là vừa đứng dậy thì bị gã cao lớn cản lại. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn gã cao lớn hỏi. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, anh không có ý xấu. Gã cao lớn thấy Lâm Phong cảnh giác nhìn mình, hiển nhiên là coi mình trở thành người xấu muốn gây sự, nên gã vội vã giải thích. Anh chỉ tò mò thôi, chú mua tỏi này ở chỗ nào, anh thích ăn mì tỏi nhất, nhưng anh đã ăn tỏi hơn 30 năm, vẫn chưa từng ăn tỏi ngon như vậy. Gã cao lớn vội vàng nói, bỗng gã im lặng một lúc rồi lại ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Anh chuẩn bị tới nơi này học tập kỹ thuật làm mì, rồi đến huyện thành bên cạnh mở một quán mì. Nếu có thể mua được tỏi trong tay chú, quán của anh nhất định sẽ rất đắt khách. Nghe xong lời này, Lâm Phong ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Trần Phát ở đằng sau, đều nhìn thấy trong mắt của đối phương là bất đắc dĩ cùng ý cười. Như vậy đi, tôi cho anh một tấm danh thiếp, nếu như anh cần tỏi này thì cứ gọi điện cho tôi, anh trả phí ship, tôi có thể bán cho anh. Lâm Phong cười nói, hiện tại anh chỉ sợ bị tra hỏi về vấn đề này, hơn nữa, tỏi trong không gian cũng chỉ đủ cho mình ăn, nếu như thật muốn mua, vậy phải hẹn trước mới được. Gã cao lớn nghe có thể mua được tỏi, lập tức vui vẻ nhận lấy danh thiếp mà Lâm Phong đưa tới. Được được được, vậy bàn xong rồi nhé, chờ xác định được vị trí của cửa hàng, học xong kỹ thuật, anh sẽ gọi ngay cho chú nhất định phải bán loại tỏi tươi này cho tôi nha. Gã cao lớn nói xong mới vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình, ăn ngấu nghiến mì nhai rốt rốt tỏi, trông rất phấn khích. Lâm Phong giải quyết xong gã cao lớn, sau đó mới đẩy xe lăn ra khỏi quán mì. Ngày mai phải trở về Thượng Hải rồi, cậu chuẩn bị xong đồ đạc, đến lúc đó tôi tới đón cậu, chúng ta cùng đi. Trần Phát cười nói với Lâm Phong, không cần, anh ở trong huyện chờ tôi là được, tôi bắt chuyến xe sớm nhất qua đây, không có vấn đề gì cả. Chỉ là Lâm Phong còn chưa nói hết thì trực tiếp bị Trần Phát cắt đứt. Cậu nói không sao thì không sao sao, không phải tôi nghĩ cho cậu, mà là cháu của tôi. Con đường núi này có 18 khúc cua, xe đưa đón phải dừng lại chờ, vừa chậm vừa lắc lư, còn không bằng tôi sáng sớm qua đưa cậu trở về. Lâm Phong vốn còn muốn tiếp tục từ chối, nhưng sau khi nghe được lời nói của Trần Phát, anh có chút trầm mặc. Anh không lo cho Thiến Thiến, người khiến anh lo lắng nhiều hơn ngược lại là Khương Y Thanh. Cô nhóc dường như có một loại năng lực miễn dịch ngồi xe bẩm sinh, từ lúc nhỏ ngồi xe đã rất vui vẻ, lúc này cô bé đã 4-5 tuổi, nhìn thấy xe thì càng hưng phấn la to. Nhưng Khương Y Thanh thì khác. Lâm Phong nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Khương Y khi cô nôn mửa đến mặt mày tái xanh trên chuyến xe buýt quanh núi lần trước, vốn đang muốn nói từ chối, lại bị chính mình lần nữa nuốt trở vào. Vậy được rồi, sáng mai 7 giờ tôi ở nhà đúng giờ chờ anh biết nhà tôi rồi chứ? Lâm Phong quay đầu nhìn Trần Phát hỏi. Trần Phát cười như nắc nẻ, lập tức mở làm ra vẻ mặt vô cùng chăm chú, sau đó lắc đầu. Anh từng đi qua nhà tôi rồi mà đầu to. Trần Phát nghiêm trang trông coi đầu to nói, cậu chớ nói lung tung, tôi đi qua nhà cậu khi nào chứ? Chưa từng đi qua sao? Lâm Phong vừa đẩy xe lăn qua đường, vừa nhíu mày, ngoẹo đầu, tỉ mỉ nghĩ về những năm gần đây, đầu to rốt cuộc từng đi qua nhà mình chưa? Trong ấn tượng thật là không có. Lâm Phong gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát mới nói, vậy thì sáng sớm ngày mai tôi tự đi lên huyện, cũng không sao cả, anh không biết đường, qua đây. Chỉ là Lâm Phong còn chưa nói hết câu, Trần Phát bỗng nhiên bật cười. Tôi gạt cậu đó. Trần Phát nín cười nói. Sau đó gã đưa ngón tay ra chỉ phương hướng, kéo Lâm Phong sắp đi sai đường trở về. Được rồi, không nói với cậu nữa, cậu đi về trước đi, cháu tôi chắc chắn đang chờ rất sốt ruột, tôi cũng phải trở về. Trần Phát khoác tay với Lâm Phong,
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng xe ầm ầm từ cuối truyền đến. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn người trên ghế lái, ngoại trừ Long Tử thì còn có thể là ai? Anh, lão đại. Long Tử cười hạ kính xe xuống, hướng hai người bọn họ chào hỏi. Thấy Long Tử tới rồi, Lâm Phong cũng không cần đẩy xe lăn cho Trần Phát nữa. Yên tâm, anh cứ cùng Long Tử về trước, tôi còn phải mua ít đồ cho cô nhóc. Dù sao ra ngoài lâu như vậy, nếu không mua đồ, cô nhóc chắc chắn sẽ quậy tưng lên. Lâm Phong bất đắc dĩ giang tay ra cười nói. Trần Phát cũng tạm biệt Lâm Phong, sau đó được Long Tử mang lên xe, dần lái ra khỏi ánh mắt của Lâm Phong. Xem ra sau ngần ấy năm, đầu to lợi hại hơn nhiều so với lúc trước mình tưởng tượng. Cũng tốt. Sau đó anh tìm một siêu thị, mua mọi thứ mà cô nhóc cùng Khương Y Thanh dặn mình mua, rồi Lâm Phong mới vội nhìn thời gian. Vẫn chưa trễ, vừa kịp đón chuyến xe cuối. Anh đến nhà ga, lên tàu và trở về làng, về tới thôn Lý Trại. Về đến nhà thì trời đã tối. Lâm Phong vội vàng chạy về phía nhà mình, vừa mới tới cửa đã nghe thấy tiếng chó sủa ồn ào. Vượng vượng, giọng nói non nớt của Thiến Thiến từ trong sân nhỏ truyền đến, cô bé nghiêm khắc quát con chó nhỏ màu vàng ngoài cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Nông Dân Làm Giàu Gà Trống Nuôi Con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.